Cháu bắt đầu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe đến chữ học. Thưa các bác phụ huynh, các thầy cô. Còn biết bao nhiêu câu chuyện chưa được kể về những áp lực vô hình mà mọi người đang vô tình đặt lên vai của chúng cháu. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đó là điều đầu tiên cháu học được khi bước vào lớp 1. Và cho đến giờ khi đang ở độ tuổi 15, cháu căm ghét cái câu nói này kinh khủng. Cháu xin lỗi khi nói ra những điều này. Cháu biết việc này sẽ khiến cho những người đi trước khó chịu, nhưng cho phép cháu được nói lên nỗi lòng cháu ghét đi học. Dạ, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn hôm nay. Lời đầu tiên là muốn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Lại quay là bước vào, chuẩn bị vào tháng 10 rồi các bạn. Bây giờ là ngày 22 tháng 9. Các em đã vô học lại hết rồi. Thì có nhiều cái nó lại tiêu cực xảy ra ở trong nước. Ở bên Mỹ, ở bên Tây thì nó cái mà học vấn đồ này kia đó, nó ít bị tiêu cực hơn các bạn. Đặc biệt nhất là phụ huynh phải đóng tiền học cho các con của mình. Nai lưng ra đóng, quá cực. Những người có tiền cũng cực luôn. Họ phải vào trường quốc tế mà chất lượng là quốc nội. Nó khổ vậy. Họ cũng la làng lên luôn. Và cách dạy của Việt Nam nó tồi tệ quá. Kể cả những cái người trong nước họ lên tiếng. Thí dụ, một em học sinh như là em Quang Vinh, khi mà cuối cấp 2 em đã nhận ra dạy cái lịch sử nó không đúng. Và một em cấp 3, cái mới bạn, học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9, gửi thư thấm thiết tới các ban lãnh đạo, các bậc cha bậc mẹ. Rồi thêm một cái bài nữa, đây là cách giáo dục tại Việt Nam, giáo dục như thế nào ra sao. Một cái em này nhìn cũng còn trẻ các bạn, lời nói thay mặt trăm ngàn phụ huynh, bắt đóng tiền máy lạnh, sửa trường, dừng thu phí, bảo trì tivi, phụ huynh phản ứng. Bạn thấy không? Cái tivi mà bảo trì cái gì các bạn? Bảo trì tivi 100 ngàn một năm. Cái này nó cũng là tuần trước rồi ha. Ngày 17 tháng 9, ông Đỗ Đăng Bảo Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hồng Bàng, huyện Xuân Lộc ngừng thu phí bảo trì TV với mức 100.000 đồng mỗi học sinh mỗi năm. Đồng thời sở nhắc nhở các trường học trên địa bàn về việc thu phí, vận động phụ huynh đúng quy định, tránh lạm thu. Sự việc xảy ra cuối tuần trước trong buổi họp phụ huynh đầu năm. Trường Hồng Bàng đưa ra một khoản thu gồm học phí, học tiếng Anh, tiền học tiếng Anh, tăng cường học bạ điện tử, bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo trì TV v.v. Nhiều phụ huynh bức xúc vì khoản bảo trì TV, cho rằng trường có dấu hiệu lạm thu đầu năm học. TV là tài sản của trường để phục vụ dạy học sinh. Khi mà mua mới đã có hãng bảo hành, học sinh trả phải khoản lỗ, trả lỗ này vô lý. Một người nói trên tờ báo VN Express, thầy Phạm Việt Thắng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trung học và phổ thông Hồng Bàng, cho biết trường vừa thay thế TV 50 inch cũ bằng TV thông minh 65 inch. Thay 55 inch thành 65 inch. Ok. Khoản bảo trì chỉ mới được đưa ra thảo luận vận động. Tại sao phải bảo trì trong khi nó có bảo hành? Tuy nhiên, phụ huynh phản ánh vậy thì nhà trường tiếp thu. Không phản ánh là lụm, rồi tiền nó đi đâu? Quyết định ngừng thu khoản này, ông Thắng nói, những học sinh đã đóng sẽ được trường trừ vào học phí tháng tới. Học phải đóng tiền các bạn. Hiện các trường tư thục được chủ động mức học, thu học phí dịch vụ. Khổ cho học sinh.
khổ cho phụ huynh. Tối ngày cứ tiền tiền tiền, hết tiền máy lạnh bảo trì đến tiền tivi. Bạn nghe cái em này nói nha, hai lời muốn nói. Đây là một hệ thống giáo dục tồi tàn, mỗi ngày mỗi xuống cấp các bạn. Em thấy lớp nào, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đều bắt các bé là đóng tiền. Nhà trường của mình, tất cả các nhà trường luôn, thay đổi cái bộ luật dạy học cho các bé đi, và thay đổi những cái điều khoản mà đóng tiền học phí mà nó không biết đi đâu. Thay đổi bộ luật học hành cho các bé, thay đổi các phí, nói đúng ra đó là học miễn phí đi. Ok. Để cho các bé, để cho các ba mẹ những hoàn cảnh khó khăn nó đỡ tốn tiền. Đây là nói về những hoàn cảnh khó khăn. Còn những người có tiền thì hãy nhìn những người hoàn cảnh khó khăn. Anh có đủ khả năng anh cover những cái người hoàn cảnh khó khăn không? Thì anh cover đi, anh trả tiền cho họ luôn đi. Ok. Đóng không có nhiêu. Mình hỏi cũng có nhiều người đóng không có nhiêu. Không đóng bao nhiêu là bao nhiêu. 100 ngàn cũng là nhiêu. Ok. Đã nói nó khổ, nó không có tiền rồi. Là em ví dụ như là em thấy lớp nào, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đều bắt các bé là đóng tiền máy lạnh, đóng tiền tivi, đóng tiền xây dựng này nọ, đúng không? Thì khi mà các bé lớp 1 đi, em nói ví dụ lớp 1 đi, vô cũng bắt đóng tiền máy lạnh, đóng tiền tivi này nọ. Rồi khi các bé đó lên lớp 2 thì thầy cô lại nói là cái tiền mà đóng máy lạnh, cái tiền đóng tivi đó thì để lại, để cái máy lạnh và cái tivi đó cho các bé lớp 6 lên, mầm non lên lại lớp 1 để cho các bé xài. Ok, chấp nhận. Nhưng khi mà các bé mầm non lên lớp 1 rồi á thì lại bắt các bé nó đóng thêm tiền máy lạnh và tiền tivi nữa. Nó bạn thấy không? Cái tiếng của cái em này quay hơi ồn, các bạn thông cảm. Trong cái giáo dục nó còn ăn, đừng nói ngoài đời các bạn. À, ăn tàn ở mạng. Đi mua cái máy lạnh á 7 triệu thì kêu cái chỗ bán ký 10 triệu, cái người bán họ nói mình à. Khi các bé lên lớp thì cũng nói y một câu một là để cho các bé lớp sau lên để xài, có để xài. Rồi các bé lớp sau lên vẫn bắt đóng tiền nữa. Thì em hỏi một câu là cái tiền đóng đó nó đi đâu và về đâu? Đúng, tiền đóng đó nó đi đâu về đâu? Trong túi ta. Thì không ai biết, chỉ có thầy cô biết thôi. Rồi. Còn cái tiền xây dựng nữa, năm nào cũng đóng xây dựng, đóng hoài mà không biết xây cái gì. Nghe không? Cái này là người trong nước nói nha, đừng nói Đạt Nguyễn nói nha. Đi về dẫn đi chơi, dẫn cho coi. Người trong nước đó. Đóng hoài đó. Rồi còn tiếp theo một cái nữa. Là trong cái trường học của mình đó, các thầy cô đó, không biết dạy như thế nào, nhưng thầy cô phải xem học sinh, xem các bé như là con của mình, phải dạy bằng hết tâm huyết thì các bé nó mới hiểu được. Cô giáo như mẹ hiền, nhớ nha, cô giáo như mẹ hiền thì các bé mới học nên người được, mới tốt được. Mẹ không hiểu vì sao mà nếu mà mở một cái nhà trường mà dạy học thì tại sao các bé còn phải đi học thêm để biết thêm kiến thức? Tại sao các bé cần phải đi học thêm ở ngoài mới học giỏi được, mới học khá được, thậm chí là mới học trung bình luôn, còn học trong trường mấy bé không biết được một cái gì luôn. Nhưng các bạn, mình nói á, không biết bên châu Á của mình không biết bên châu Á của mình nó như thế nào á. Châu Á, nghe không? Cái tụi mà đại hàng á, nó dạy võ taekwondo đây, nó cũng dạy thêm đó các bạn. Ok. Mình cho con mình đi học. Nó kêu là cái lớp special. Dạy mà normal, in cái normal class á, là nó không có dạy. Bạn thấy mình cũng bực bội á. Rồi mình không có cho học. Mình cho thằng con của mình nó đi học chung với mình, học riêng ra ngoài thêm, học đó rồi đi học chung với mình riêng ra ngoài. Là giống như là bạn không có đi học thêm á, nó coi bạn giống như Việt Nam mà không đi học thêm là thấy mẹ nó giảng vậy á. Cái tụi đại hạn đây nó cũng vậy á, theo mình thấy nó vậy các bạn. Ok, rồi bây giờ mình nói tới kiếp các bạn. Một em học sinh cấp 3, một tân binh cấp 3, là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi thư thống thiết tới các bác lãnh đạo, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo. Dưới đây là nguyên văn của bức thư. Kính thưa các bậc lãnh đạo, các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo,
cháu xin được chút hết nỗi lòng đã giấu giếm suốt bấy lâu nay. Và cháu cũng như nhiều bạn học sinh khác, mong chờ sự nhận được lời chia sẻ, cũng như là ý kiến của các ban lãnh đạo, các phụ huynh và các thầy cô. Đã nhiều năm nay, hầu như cuộc đời của học sinh chúng cháu chỉ là thức dậy, đi học trên trường, đi về học thêm, về nhà lại lặp lại. Qua nhiều năm, niềm đam mê học tập của các cháu dần dần mất đi. Đi học quá rồi nó sợ luôn các bạn. Cháu bắt đầu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe đến chữ học. Không biết từ bao giờ, thời gian chúng cháu đi học còn nhiều hơn khoảng thời gian chúng cháu được ngủ. Đối với cháu, càng học cao hơn, kiến thức càng trở nên vô nghĩa. Cháu đã biết nói ra điều này thật là vô ơn. Để có được những kiến thức hôm nay là nhờ sức đầy gian lao của những người đi trước. Nhưng cháu tự nghĩ, vì sao giáo viên chỉ có thể dạy một bộ môn, nhưng bản thân một học sinh phải học đến mười mấy môn? Không chỉ vậy, chúng cháu còn chịu áp lực nặng nề từ thầy cô, phụ huynh và cả xã hội. Bây giờ phụ huynh là điểm thành tích đi khoe con, thầy cô thì dạy thì cần phải học thêm, cộng thôi nó đi. Và xã hội ra đó thì thằng học giỏi và người học dở. Một lớp học phải có từ 40 em được học giáo sinh giỏi khá và không được có học sinh trung bình. Việt Nam lúc nào cũng giỏi với khá. Đã đi học thì các môn tổng kết cả năm phải từ 8 điểm trở lên, thậm chí là cao hơn. Tỷ lệ tốt nghiệp của trường sau một năm phải đạt 90% trở lên, có trường còn giữ mục tiêu là 100%. Cháu đã nhiều lần suy nghĩ về những gì chúng cháu đang được học. Càng nghĩ cháu càng thấy nản hơn khi cháu nhận ra mình gần như không thể tiếp nhận được những kiến thức nhà trường dạy. Bộ não của một người trưởng thành chỉ nặng 1.400 gram, nhưng những người của thế hệ đi trước lại mong chờ chúng cháu học đều, học tốt, lượng kiến thức khổng lồ từ hơn 10 môn học khác nhau. Cháu sợ lắm. Cháu sợ mỗi khi ông mặt trời lại lên báo hiệu một ngày đi học lại đến rồi. Cháu sợ khi điều đầu tiên thầy cô làm khi bước vào lớp là khảo bài. Đến giờ cũng còn khảo bài. Ở Mỹ nó đâu có khảo bài đâu các bạn. Trời ơi, hồi xưa học, về nhà học, xong rồi, vô cái mặt thấy mặt lắm lét chỉ lên khảo bài. Không biết. Vô. Trời ơi, học tiếng Anh mà biết học, bắt học thuộc lòng. Học tiếng Anh bắt học thuộc lòng. Mà tiếng Việt học thuộc lòng còn chưa nhớ, chứ học tiếng Anh học thuộc lòng. Ở Mỹ nó có học thuộc lòng đó mà. Khi học thuộc lòng là như vẹt đó. Để qua mai quên. Ok, còn cái nào hiểu á. Không, hiểu là nó nhớ hoài luôn. Rồi. Cháu sợ khi điều đầu tiên là làm được bước vào là khảo bài, kiểm tra một nút bài tập họ giao cho chúng cháu. Cháu sợ khi tiếng trống giờ về không đồng nghĩa với việc chúng cháu được về nhà nghỉ ngơi, mà nó chỉ đơn thuần là giờ ra chơi giữa giờ học chính khóa và giờ học thêm. Cháu sợ khi nhìn các bạn đồng trang lứa ăn vội vàng cái bánh bao và ánh mắt họ đờ đẫn, xa xăm, vô hồn ngồi trên chiếc xe máy giữa dòng người kẹt xe lúc 5 giờ chiều. Thưa các bác phụ huynh, các thầy cô, còn biết bao nhiêu câu chuyện chưa được kể về những áp lực vô hình mà mọi người đang vô tình đặt lên vai của chúng cháu. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Đó là điều đầu tiên cháu học được khi bước vào lớp 1. Và cho đến giờ khi đang ở độ tuổi 15, cháu căm ghét cái câu nói này kinh khủng. Cháu xin lỗi khi nói ra những điều này,
Cháu biết việc này sẽ khiến cho những người đi trước khó chịu, nhưng cho phép cháu được nói lên nỗi lòng, cháu ghét đi học. Cháu ghét cái cảm giác bước qua cổng trường, mở cuốn sách giáo khoa, chép từng trang vở, cháu cảm giác mình lạc hướng. Từ ngày đi học, chúng cháu quay cuồng với việc học bài, kiểm tra. Những năm tháng dần trôi qua một cách vô nghĩa dưới áp lực của việc học hành, của thầy cô, của gia đình. Chương trình học hiện tại không cho phép học sinh chúng cháu có quyền sáng tạo. Tất cả bị bó buộc vào những quy luật nhất định của và chúng cháu. Những người học sinh bắt buộc phải không làm theo chứ không được thay đổi. Chính bản thân chúng cháu còn không hiểu mình đang học và làm cái gì, vì ai. Học vì kỳ vọng của người xung quanh, học vì điểm số, học để qua được một kỳ kiểm tra ư? Xong rồi sao nữa? Cuối cùng sau hơn 20 năm học tập miệt mài, căng thẳng, chúng cháu còn phải sống một cuộc đời rất dài, và tới lúc đó, chúng cháu sẽ phải áp dụng những kiến thức đã học được vào cuộc sống. Nhưng cháu đã nhiều lần tự hỏi, cháu có thể sử dụng chuyển động tròn đều, chiều tăng giảm của hàm số hay vector trong cuộc đời thật như thế nào? Chúng cháu cứ học rồi lại quên. Thầy cô cứ lao đầu vào giảng, giao bài tập về nhà, nhưng họ chưa bao giờ nói cho chúng cháu nghe ứng dụng của những kiến thức này trong cuộc sống. Từ một lúc nào đó, mọi người lại đánh giá nhau thông qua những con điểm. Chỉ vì những con điểm vô giá trị mà đã đẩy biết bao số phận học sinh vào đường cùng. Mình không muốn giải thích nữa để mình đọc các bạn. Tại vì mỗi khoảng là mình có thể giải thích được. Nhưng mà mình muốn đọc luôn đi. Đã khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái, giáo viên, học sinh trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Cuộc sống của những học sinh giờ đây gần như chỉ xoay quanh học. Chúng cháu không biết đến khái niệm nghỉ ngơi thư giãn là gì. Chúng cháu gần như không còn hiểu được giá trị của bữa ăn bên gia đình. Vì gần như suốt một tuần chúng cháu chỉ gần như học thêm đến khi trời tối mịt. Người bạn ngồi kế cháu, bạn ấy học rất giỏi và các thầy cô đều rất yêu quý bạn ấy. Nhưng bạn ấy khổ lắm. Nhà bạn ấy ở quận 12 và bạn ấy phải đi xe bus tới quận 1 để học thêm mỗi ngày. Từ ngày đi học của bạn ấy bắt đầu từ 5:30 sáng cho đến 11:00 đêm. Bạn ấy đã kiệt sức rồi. Cháu biết điều đấy. Khuôn mặt bạn phờ phạc, ánh mắt bạn bơ phờ, bạn bị thiếu ngủ và đau dạ dày. Những người như bạn, cháu không hiểu ngay tại chính thành phố Hồ Chí Minh này. Học sinh chúng cháu sống thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm và không có kỹ năng sống. Mình đều muốn ngưng lại nhưng mà mình muốn cho nó tiếp tục các bạn. Chúng cháu không biết phải làm gì nếu có động đất, sóng thần hay gặp một người bị đột quỵ ngay giữa đường. Trời ơi, mấy cái này mình nói hoài luôn á. Mình muốn nó ngừng nhưng mà thôi kệ đi, tiếp tục các bạn. Người lớn thất vọng vì cách ứng xử của thế hệ trẻ, trong khi thế hệ trẻ của chúng cháu lại thất vọng vì đang được giáo dục không có định hướng. Thưa các bạn, là một học sinh, cháu đã vô cùng xúc động khi nghe chủ trương không dạy thêm. Cái cảm giác vui mừng chợt chạy qua người cháu khi nghĩ đến cảnh chúng cháu không còn phải còng lưng ra học bài lúc 11 giờ đêm nữa. Nhưng hiện thực tàn khốc của việc học đã không cho cháu được vui mừng lâu. Trước cảnh mỗi năm đề thi đại học lại đổi mỗi kiểu. Trước cảnh cô giáo viên dạy toán của chúng cháu quảng cáo về lớp dạy thêm của một cách bí mật. Cháu nhận ra là một chuyện sẽ không hề tốt lên được. Sẽ không bao giờ tốt lên được.
rồi sau tất cả, khi chúng cháu rời ghế nhà trường, đối diện với cuộc sống thật, chúng cháu lại ngơ ngơ, ngác ngác, hoang mang vì hoàn toàn không có những kỹ năng sống cần thiết. Cháu cầu xin các bạn, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo, xin hãy cho chúng cháu được sống. Xin cho phép chúng con được sống trong những tháng năm tuổi học trò một cách trọn vẹn nhất có thể. Xin đừng quá kỳ vọng vào tụi con để rồi chính những kỳ vọng ấy khiến cho mọi người thất vọng. Xin đừng chỉ trích chúng con khi bọn con bị điểm kém. Xin hãy hiểu rằng mỗi người chỉ có những khả năng nhất định và bọn con không phải là thiên tài. Cuối cùng, xin mọi người hãy hiểu, học sinh cũng là con người, không phải là máy móc. Nói các bạn. Rồi. Bây giờ mình nói các bạn, một bạn học sinh cấp 3. Cái thứ nhất á, là chúng con học toán, học vector, học đủ thứ hết. Chúng con có áp dụng vô đời sống được hay không? Chúng con không có khả năng, chúng con không có năng lực, chúng con không biết cuộc sống khi mà lỡ có động đất, có sóng thần, có những cái biến cố bão tố. Chúng con sẽ làm gì? Chúng con không biết. Thằng nhỏ này giỏi quá. Chúng con á, là phải làm trong khuôn khổ. Chúng con không được sáng tạo. Lệch ra khỏi cái khuôn khổ đó là 2 điểm. Chúng con học cấm mặt đến 11 giờ đêm. Làm cho chúng con học để làm gì? Điểm kém á, thì về bị cha mẹ cằn nhằn chửi mắng. Chúng con có khả năng tới đó thôi. Nhưng mà những cái tiếng nói này sẽ bị dập tắt liền tức thì các bạn. Ok, sẵn luôn, làm thêm một bài luôn các bạn. Để coi coi. Đây là cách giáo dục tại Việt Nam. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 điều. Wow. Có thể là mình nói riêng ra. Thôi, bài này nó cũng nói vô là dài quá. Các bạn không có thời gian để coi các bạn. Các bạn thấy cái giáo dục ở Việt Nam thứ nhất á là tiền ha. Đây là bài nói sơ nè. Nuôi dạy trẻ theo cách dạy của thú cưng, đặt đâu ngồi đó, phục vụ con một cách mù quáng sai lầm đó, những cái điều đề này các bạn. Không để cho trẻ ra ngoài trời mưa hoặc rét, sai lầm theo cả một hệ thống ha. Nuôi con cho mập, học giỏi là tất cả. Phê bình trước toàn trường. Cái phê bình này trước toàn trường là một cái mình nói nhiều lắm rồi các bạn. Là sự xâm phạm tới cá tính riêng của cá nhân, xúc phạm tới nhân phẩm của một con người. Mà cái này Việt Nam nó bị làm hoài, nó không thay đổi được. Trong bộ giáo dục đó, nó phê bình trước cho toàn trường luôn. Nhục nhã lắm các bạn. Một đứa nhỏ nó bị chấn động tâm lý. Một đứa nhỏ cha mẹ nó không đóng tiền cho ăn liên quan, cho nó ngồi đó, nó nhìn những người bạn của nó ăn. Múc lớn lên, một là nó sẽ sợ sệt, hai nó sẽ căm hờn, nó sẽ giữ lên, nó nhớ lại những cái cảnh đó. Làm sai, ra trước cổng trường, ra trước cửa trường, trời Đạt Nguyễn cũng bị rồi. Ra trước lớp á, một á là lên trước lớp, đứng ngay bảng, đứng nhìn xuống 30-40 đứa chơi, đúng không? Còn hai á là ra trước cửa đứng, để cho đó giám thị, hiệu trưởng, cô giáo, bạn bè đi ngang nó biết này bị phạt nè, ra ngoài đứng. Xấu hổ dữ lắm. Mà giờ này rồi nó vẫn còn cái kiểu đó. Nói tới nói lui cái giáo dục nó tệ quá các bạn. Nó không nâng người ta lên mà nó còn hạ người ta xuống. Học thêm,
tiền nọ tiền kia đủ thứ hết. Một đứa cấp 3 nói bạn nghe bạn động lòng không? Trời, nghe thấy muốn rớt nước mắt các bạn. Nó còn có tuổi thơ, nó còn không phải đi chơi. Này, không có học bù đầu bù cổ. Bà cụ chủ tịch quốc hội gì quên rồi, Nguyễn Thị Kim Ngân đó, bà nói hồi nhỏ tôi đâu có học nhiều giống vậy đâu. Hồi nhỏ mình cũng vậy thôi. Giờ nó đổi công mẹ gì mà học á. Một đứa nhỏ đó xách cái cặp còng lưng vậy nè, 7 giờ đi học, 11 giờ, 12 giờ về các bạn, đúng không? Còn đằng này bây giờ trời ơi, học đến tới 11, 12 giờ đêm nhồi đầu nó. Có đứa nó còn phải nhảy lầu luôn đó các bạn. Mình làm được không? Mình không làm được. Mà mình bắt đứa con mình làm. Mình nói á, mình đi vô cái chỗ LA Fitness tập tạ xong rồi vô tắm xong hơi. Hai thằng Mỹ nó ngồi nói chuyện á. Là nó thằng Mỹ nó kia thì nó than phiền đứa con. Đứa con nó làm vậy kia. Cái thằng Mỹ kia nó nói hồi nhỏ mày cũng vậy á. Hồi nhỏ mày cũng vậy, mày cũng hư giống vậy. Cái nó nói tao biết. Nhưng mà thằng con tao nó có đâu có biết. À, hồi nhỏ mày cũng hư vậy đó. Mà bây giờ mày muốn con mày á, là không hư. Hồi nhỏ mày cũng đi phá làng, phá xóm. Trời, Đạt Nguyễn hồi nhỏ cũng đi phá làng, phá xóm dữ lắm đi. Bây giờ con mà nó đi phá làng, phá xóm là mình bực. Hả? À, trời ơi, tao trồng cây, trồng mớ. Nào đi, chiều quá không? À, rủ 3-4 thằng trong xóm đi bẻ mận. Cái mận của ta leo vô bẻ. Người ta trồng cái trái này trái kia vô bẻ. Phá làng phá xóm vậy đó. Rồi mình á, thằng con mình phá thì mình không chịu. Đó, học thì dở ẹt. Rồi lớn lên á, đòi con mình á phải học cho giỏi. Có một chuyện các bạn, có một thằng nhỏ kia nó học dở lắm. À, 3 năm lớp. Cái ông nói vậy nè. Hồi nhỏ đó mà cái ông kia gì đó nè, bằng mày á là người ta làm này làm kia rồi. À, nói cái thằng kia kìa, nó bằng mày là nó làm này kia rồi. Thằng nhỏ miếu máu bị ông chửi hoài. Nói nó cái ông Abraham Lincoln á, ông bằng tuổi cha đó, là ông làm tổng thống Mỹ rồi. Đó các bạn. Nói còn thằng kia kìa, nó làm được vậy nè. Thằng nhỏ làm cái thì ông đó, ông tổng thống Abraham Lincoln á, ông bằng tuổi cha là ông làm tổng thống rồi. Đó, lấy so đi. Đó các bạn, thì đó là một những cái bài học mà hiện tại là thành tích ở trong nước. Đi khoe con. Khoe con nè, khoe nhà nè, khoe tài sản nè. Úi đủ thứ. Ở Mỹ này, cái đó nó ít lắm. Nó nhẹ lắm các bạn. Dạ thôi, mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.